Cô gái chuẩn bị cởi quần ra vệ sinh, Mark thấy vậy vội vàng bỏ qua làm cô ta sợ chết khiếp. Mark hết cách anh quăng giày của mình sang cho cô, hóa ra anh ta chỉ muốn xin cô nước tiểu. Ở cái nơi này, nước tiểu là thứ duy nhất để uống. Cuối cùng cô gái đã hiểu, cô cầm chiếc giày tiểu vào đó đưa cho Mark. Nơi này là bên trong kho bạc của một ngân hàng, cả hai người bị nhốt lại chỉ với một xác chuột chết lúc nhúc giỏi bọ. Rốt cuộc họ phải làm gì để tồn tại và thoát khỏi nơi này? Nào cùng vua phim theo dõi nhé. Ngày đầu tiên Mark tỉnh lại đầu đau như búa bổ. Anh quay đầu nhìn thấy bên cạnh là một con chuột chết. Sợ tới mức ngồi bật dậy, phát hiện mình đang bị nhốt trong kho bạc của một ngân hàng. Kho bạc trống rỗng chỉ còn một chiếc tủ. Nhìn đồng hồ bây giờ là 9 giờ ngày 1 tháng 4. Khoan nào, ngày 1 tháng 4 không phải là cả tháng 4 sao? Có phải mấy đồng nghiệp trong ngân hàng đang chơi đều không nhỉ? Mark định bước lại mở cửa, lúc này mới biết mình không mở được, lấy hết sức đập cửa cầu xin đồng nghiệp mở cho. Không một ai trả lời, anh lấy điện thoại ra định gọi cho người bên ngoài, nhưng điện thoại không hề có sóng. Mark nhìn xung quanh có một cái tủ sắt bên trên có khóa. Anh bước lại xem thử, bên trong bay ra một con ruồi làm anh hết cả hồn. Mark thử phân tích, nếu có ai đang phá anh thật vậy chắc chắn phải có máy quay. Anh bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng có gì cả. Được rồi, trò đùa này hơi quá trớn rồi đấy. Nói rồi anh tiểu thẳng lên tường, vừa đái vừa tỏ vẻ hoang hoang. Nhưng không lâu sau anh đã phải hối hận, nửa ngày trôi qua vẫn không có gì xảy ra. Không biết đồng nghiệp định thử lòng kiên nhẫn của anh đến bao giờ. Mark tức giận hét lớn đập cửa cầu xin ai đó hãy thả mình ra. Không ai trả lời, Mark dần dần mất kiên nhẫn bắt đầu đập phá. Một ngày dài trôi qua, cuối cùng Mark đã bình tĩnh lại. Ngày thứ hai, xác con chuột bắt đầu có ròi, vừa tỉnh dậy lại thêm một con ruồi bay vào miệng. Mark không tin nổi đồng nghiệp vẫn chơi đều mình. Nhìn đồng hồ trên tay vẫn là thời gian ngày hôm qua, không may anh làm rơi chiếc điện thoại khiến nó bị hỏng, đã một ngày chưa ăn uống gì. Mark vừa đói vừa khát, vừa hay anh đang muốn đi tiểu, hết cách anh chỉ đành cởi giày ra hứng nước tiểu phải đợi nguội rồi mới uống, mà khi uống phải cắn răng uống một hơi hết ngay, tạm thời xem như giải khát trong cơn bĩ cực. Nhưng bụng đói meo thì ăn cái gì chứ, không lẽ các người muốn tao ăn con chuột chết này. Mark bực mình đá phăng con chuột đi, sau đó tức giận đánh vào bóng đèn, bất chợt phát hiện trên chiếc đèn led có chiếc chìa khóa, đây chắc chắn là manh mối rồi. Anh vội vàng nhảy lên lấy chìa khóa xuống, nhưng ở đây có khóa để mở à, thì ra đó là cái tủ. Anh chậm chậm bước lại chỗ cái tủ. Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Mark lấy hết can đảm mở cửa tủ ra thật nhanh. Bên trong là bình oxy và bình khí ga. Ngoài ra còn có một cây búa và một cái đục. Chắc đây là một thử thách trốn thoát rồi. Mark đục cửa nhưng xem chừng không có gì xi nhê. Thế là anh nối bình ga và bình oxy lại thành một. Cũng may trước khi làm ngân hàng anh từng là phụ hồ. Rất nhanh làm thành cái máy khò đơn giản. Chuyện này khiến tâm trạng anh đỡ hơn được một chút, anh khè ngửa vào hệ thống phòng cháy trên nóc nhà, hy vọng có nước phụt xuống, nhưng đốt một hồi lâu vẫn chẳng có nước chảy ra. Mark quay sang định dùng lửa đốt cửa sắt, mà sao đốt suốt nửa ngày cũng chẳng việc gì. Mark cảm thấy tuyệt vọng, anh chút giận vào cái tủ, rồi đập bể hệ thống cứu hỏa, nhưng bọn nhà thầu Trung Quốc làm ăn bố láo. Bên trong không hề có nước. Trong tình huống khốn cùng, Mark bình tĩnh lại, anh cẩn thận phân tích vấn đề hiện giờ. Đầu tiên là không có nước và thức ăn, thứ hai làm sao thoát khỏi chỗ quái quỷ này, thứ ba là rốt cuộc là ai đang phá anh, mục đích của họ là gì. Đột nhiên anh thấy một cái lỗ phía đối diện, đây chắc chắn là manh mối. Mark lập tức cầm cái đục và búa bắt đầu đục tường. Nhưng trong lòng anh biết rõ tường của kho bạc ngân hàng cực dày, khó khăn lắm mới được một cái lỗ bé xíu, thế mà cũng đã tiêu hao gần hết thể lực của anh. Mark thiếu oxy bắt đầu cảm thấy nghẹt thở, may mà có một bình oxy, anh mở ra hít vội, nhưng khí oxy nguyên chất khiến Mark ngất đi. Đến khi tỉnh lại, anh vội vàng đóng bình oxy, lần này anh đã lãng phí không ít oxy rồi. Muốn sống tiếp anh cần bổ sung thể lực, bên cạnh chỉ có xác chuột thối giữa gần đó, với đám ròi đang ngoe nguẩy, đến nước này Mark chỉ đành ăn thử một con, thật sự là buồn nôn khó tả. Mark tiếp tục nhặt lên một nắm, mùi vị này không cần nói cũng biết béo ngậy thế nào rồi, các người hài lòng chưa hả? Tiếp đó anh lại đái ra uống ít nước tiểu của mình để bổ sung nước. Ăn uống no say xong anh tiếp tục đục tường, khi đục được đến phần cốt thép, anh lấy máy khò ra cắt thép ở đây, cuối cùng anh cũng biết cái khò này dùng để làm gì, có vẻ như từ đầu đến cuối, anh đã dần hiểu ra cách giải bài toán để thoát khỏi đây. Sang ngày thứ hai ngủ dậy, Mark đã gần kiệt sức, nhưng sau nhiều cố gắng anh cũng đục được xuyên tường, có hy vọng anh hứng khởi điên cuồng đục. Cố gắng đục mở rộng cái lỗ để chui thử qua bên kia, nhưng trèo qua rồi anh mới biết, hóa ra đó lại là một căn phòng kín khác giống căn phòng vừa rồi. Nhìn cánh cửa sắt y hệt lúc nãy, Mark vô cùng tuyệt vọng, anh nhìn xung quanh thấy có một cái quan tài. Mark cẩn thận kéo đèn cho sáng, cố gắng kìm nén sợ hãi đến gần quan tài, nhưng khi mở nó ra lại thấy một cô gái, anh vừa định xem thử cô ta có còn sống. Bất ngờ cô ta giật mình ngồi dậy, cô gái cho rằng anh là kẻ xấu, nên vội vàng chui sang căn phòng bên kia của Mark. Chuyện khó khăn hơn nữa là hai người không hiểu ngôn ngữ của nhau, nên không có cách nào giải thích tình hình được. Xem ra cô gái đó cũng vừa gặp phải chuyện như Mark, anh cười khổ một tiếng, thực sự không còn sức để tâm tới cô ta nữa. Cô gái còn ném sang cho Mark con chuột thối.
Một hồi sau Mark mệt mỏi nằm vào quan tài ngủ một giấc, còn cô gái thì tụt quần đái vào tường. Nhưng sang ngày thứ ba, cô gái đã nhận rõ tình hình, chủ động trèo qua bên kia lại gần anh. Hóa ra là nhờ Mark tiếp tục đục tường, nhưng Mark nói mình đã không còn chút sức nào để đục nữa. Cô muốn thoát thì tự mình làm lấy. Anh cầm tay dạy cô đục tường, nhưng làm cả nửa ngày cô gái cũng chỉ đục được cái lỗ nhỏ xíu. Thấy vậy Mark bật cười, cô gái tức giận lại để cho Mark đục, nhưng Mark hết sức rồi, cô gái chỉ đành phải tự đục. Nhưng chẳng bao lâu cô gái đã đập trúng tay, thế là nổi giận không làm nữa. Cô chui sang phòng bên kia, đang định đi tiểu, Mark thấy vậy vội gọi cô lại, quăng cho cô một chiếc giày, làm mẫu nửa ngày mới khiến cô hiểu được sự quan trọng của nước tiểu. Tôi đã ở đây 3 ngày chỉ có ăn giòi và uống nước đái rồi, cô gái hết cách cũng đành làm theo. Trước mặt cái chết tôn nghiêm đã chẳng đáng một đồng, họ cùng nhau uống nước tiểu bổ sung thể lực, riêng Mark tiếp tục ăn giòi bọ trên xác chuột. Trong tình cảnh này giòi bọ cũng là mỹ vị nhân gian, nhưng cô gái thì thật sự không dám. Sau đó cả hai đứa tiếp tục đục tường. Cô gái nói vốn làm nghề đứng ở quán hát cho người say vịn, chả hiểu sao tỉnh dậy đã ở trong này. Mark liền ra hiệu cô gái ngồi một bên hát, có câu nam nữ phối hợp làm việc không biết mệt mỏi. Quả nhiên Mark như được tiếp thêm sức mạnh. Ngay lúc này cánh cửa sắt sau lưng anh bỗng nhúc nhích, nhưng khi hai người chạy tới cánh cửa lại ngừng chuyển động. Khi cả hai quay về đục, nó lại tiếp tục chuyển động, mà chạy tới nó lại dừng. Tìm được quy luật, Mark nhanh trí bảo cô gái đừng quay đầu nhìn lại. Cả hai tiếp tục đục, quả nhiên cánh cửa tự xoay. Họ xoay lưng về phía cánh cửa rồi từ từ lại gần. Quả nhiên khi họ đi lùi đến cạnh cánh cửa, phát hiện cánh cửa đã mở ra được. Vậy cánh cửa này là do ai mở, họ vẫn chưa biết được. Nhưng căn phòng bên này vẫn là một mật thất khác, vẫn giống y như căn phòng vừa rồi, nhưng ở đây có thêm một cái huyệt đào sẵn, có lẽ nào định mệnh họ phải chết ở đây. Mark và cô gái chui xuống huyệt, xoay lưng về phía cánh cửa bắt đầu đục, hy vọng có thể như lúc nãy làm cánh cửa tự mở ra, nhưng dù họ cố gắng thế nào cánh cửa sắt vẫn nằm im bất động. Xem ra cách này không dùng được nữa, mà lúc này thể lực của Mark đã đến cực hạn, giờ anh chỉ muốn uống nước. Đột nhiên anh mở mắt ra, nhìn như muốn ăn tươi cô gái đang ngồi trước mặt. Cô gái bị anh nhìn chằm chằm tới lạnh người, bất giác sợ hãi, co rúm đím lại. Mark nghĩ thông suốt rồi, hóa ra kẻ đứng sau muốn anh ăn thịt cô gái này, nhưng từ lâu anh đã nảy sinh tình cảm. Với người làm bạn bên mình suốt thời gian khó khăn, anh thà chết cũng sẽ không ăn thịt cô gái. Mark nhắm mắt lại định cứ thế ngủ thiếp đi, nhưng lại bị cô gái tát cho tỉnh. Cô cố gắng gọi anh đứng dậy, lấy hết sức lôi anh lên sàn nhà. Cô gái khóc trong tuyệt vọng, nhỏ nước mắt của mình vào miệng anh, mong có thể giúp anh bổ sung được ít nước, giá mà có sữa cô cũng cho anh ti rồi. Nhưng như thế không đủ để Mark tỉnh lại, cuối cùng cô cởi quần áo của Mark ra. Mark cũng nhanh chóng hiểu ra cô gái muốn làm gì, hai người bùng nổ một lần cuối cùng vì tình yêu. Sau khi xong việc cả hai mệt mỏi ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu cánh cửa lại chuyển động, họ bị tiếng mở cửa đánh thức. Cả hai dùng hết sức lực cuối cùng đỡ nhau đi lùi về phía cửa. Cánh cửa mở ra, bên ngoài là cảnh đào nguyên có cây cỏ hoa lá, trái ngược hẳn của bức tường xi măng trong căn hầm. Hóa ra kẻ bắt cóc chỉ là muốn xem cảnh nóng của hai người, xong việc rồi lập tức thả người ra, hoặc có lẽ đây là thiên đường, có khi Mark thực ra đã chết. Từ quan tài và bộ mia có thể đoán được cô gái ngay từ đầu đã là cái xác nằm trong quan tài. Tất cả những gì diễn ra sau đó đều là do Mark bị đói quá sinh ảo giác tưởng tượng ra. Phim hết rồi, cảm ơn các bạn nhiều nhé, bye bye. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để mình biết nhé. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.